Cái lô đất này là căn góc 3 mặt tiền các bạn, với tổng diện tích đất được công nhận lên đến 846 m². Đây thực sự là một lô đất rất là to và hiếm ở khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Gần tòa nhà căn hộ Sunray City View các bạn, giá đang được chào bán lên đến 150 tỷ. Thực sự rất là một lô đất có một cái giá trị rất là lớn và hiếm còn sót lại tại khu dân cư Kiều Đàm. Cái đường trước nhà, đường lô đất này thì có lộ giới đến 22 m. Người ta nói là hẻm 793, thực sự ra đây không phải là hẻm các bạn. Hẻm thường thường gắn với cái tên là rất là nhỏ, nhưng đây là hẻm có lộ giới đến 22 m, rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ lược tổng quát xong rồi, chúng ta sẽ từ từ chúng ta đi vào chi tiết và diện tích, chiều dài, chiều ngang và kết cấu cũng như là sổ hồng pháp lý như thế nào các bạn. Đây là cái mặt trước mà chúng tôi quay bằng flycam bay lên góc trên cao. Thì trong những khúc này thì mình sẽ sơ lược ngắn từng đoạn để cho các bạn coi. Và cái vị trí này là cái hướng nhìn về, đây là cái lô đất các bạn, nhìn về cái khu mà hướng dãy về cái khu căn hộ Hoàng Anh Gia Lai, đi thẳng ra cái trục đường gần xuống xoàn ngay chỗ bờ kênh Kinh Tẻ các bạn. Đó, các bạn thấy cái tòa nhà khu căn hộ Hoàng Anh Gia Lai không? Bây giờ mình sẽ đi sơ lược rồi mình sẽ quay lại mình vô cái pháp lý mình nói các bạn. Rồi cái từ cái vị trí của lô đất này á là nó rất là gần cái tòa nhà căn hộ Sunray City View. Các bạn thấy ngay góc ngã tư đường xanh đường đỏ mà đường D4 giao với trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Đó chỗ này nè, là khu căn hộ Sunray City View. Từ cái vị trí này á mà mình đi lại chỗ cầu Kinh Tẻ, đây là cầu Kinh Tẻ nè. Rất là gần của lô đất chúng ta, chỉ tầm chừng khoảng 900 m đến 800 m thôi các bạn. Rất là gần. Và các bạn di chuyển về trung tâm Sài Gòn chỉ mất từ 9 phút di chuyển thôi các bạn, trong phạm vi bán kính chỉ 4 cây số. Rất là gần các bạn. Đây thực sự là một lô đất hiếm hoi còn sót lại, nằm mấy đầu cửa ngõ ra vào quận 7. Nếu mà các bạn quan tâm thì hãy liên lạc ngay cho tiếng theo số điện thoại là 0983 383 509 để đàm phán nha các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ICB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là lô đất căn góc 3 mặt tiền, tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất này có tổng diện tích được công nhận lên đến 846 m² nha các bạn. Thì trong đó chiều ngang của mặt trước của lô đất là 31 m và chiều bên hông mỗi cạnh là 30.9 m công nhận và 22.65 m công nhận. Thì cái phần lộ giới phía trước chỗ mái tôn đó là 7.4 m là trừ lộ giới nha các bạn. Phần đất mà trừ lộ giới phía trước các bạn là 7.4 m và 8 m phía trước đó, thì nó có diện tích lên đến 250 m², không được công nhận các bạn. Thì tính trên diện tích đất được công nhận là 846 m² đất công nhận đang có cái giá kêu bán là 150 tỷ. Thì tính ra bình quân 1 m² đang được rao bán ở mức là 177 triệu trên 1 m². Theo giá khu vực này á thì nó mắc hay rẻ, thì tại cái cung đường này trên cái mặt tiền đường 793 mặt tiền mà có lộ giới 22 m này á đang rao dịch ở mức là 200 triệu đến 210 triệu 1 m², thậm chí lên đến 230 triệu 1 m² đất các bạn. Đây thực sự là một lô đất rất là hiếm còn sót lại với cái diện tích rất là lớn. Các bạn biết rồi đó, diện tích càng to thì giá trị trên mét vuông nó càng giảm, nó càng nhỏ. Còn diện tích càng nhỏ thì giá trị trên mét vuông nó càng lớn. Đó là quy luật đi bán buôn đất đai thì các bạn đã hiểu rồi. Thì đây thực sự đây là một cái lô đất căn góc 3 mặt tiền rất là hiếm các bạn, còn sót lại tại trục đường có lộ giới lên đến 20 m. Cái lô đất này thì nó phù hợp với những người có nhu cầu sở hữu xây biệt thự làm hồ bơi hay view gì rất là đẹp cái khu này, hoặc là xây căn hộ, tòa nhà, căn hộ dịch vụ với căn góc 3 mặt tiền, thì đây là một trong những lựa chọn tốt cho quý khách hàng có nhu cầu đầu tư xây tòa nhà, căn hộ dịch vụ cho thuê tại khu vực Kiều Đàm. Thì khu vực Kiều Đàm thì rất là nhiều tòa nhà căn hộ dịch vụ cho thuê ở khu vực này. Các quý nhà đầu tư cũng như chọn khu vực này để xây tòa nhà căn hộ dịch vụ rất là hot, rất là lôi cuốn người thuê các bạn. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy là cái góc quay từ trên cao nhìn tòa nhà Sunray City View và khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình các bạn. Từ vị trí của lô đất chúng ta đang chào bán thì nó rất là gần tòa nhà căn hộ Sunray City View và khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, cũng như là khu đô thị Him Lam Tân Hưng quận 7. Các bạn nhìn thấy cái trường Vitacool và ngay cái chỗ này là trung tâm đầu cửa ngõ ra vào quận 7, nơi rất là nhiều các tòa nhà cao tầng, căn hộ và trường học cũng như là siêu thị, rạp chiếu phim, ngân hàng, các tổ chức tài chính, định chế tài chính.
Nơi đây rất là nhiều các công ty thuê mướn đặt trụ sở, rất là nhiều các hoạt động tại diễn ra tại khu vực này. Đây là đầu cửa ngõ, đây là một vị trí đắc địa và vị trí giao dịch sôi động nhất khu quận 7 nha các bạn. 150 tỷ, đây là giá bán tại thời điểm tháng 12 năm 2022 nha các bạn. Với diện tích đất công nhận lên đến 846m2, trong đó có hơn 250m2 đất từ lộ giới, chiều ngang là 31m, chiều vô là 7m4 và bên kia là 8m4. Thì phần đất lộ giới này nó thuộc quyền sở hữu của mình nha các bạn. Hiện trạng là đang có một dãy nhà trọ cho thuê ở phía sau bên phòng máy tôn, là đang cho thuê kinh doanh nhà trọ, và phía trước là cho các tạp hóa kiosk thuê, và bên hông kia là cho thuê là quán cà phê. Một mặt là tiếp giáp với lại hẻm 793/49, một mặt bên kia là tiếp giáp với lại hẻm 793/51. Hẻm 51 thì nó có cái siêu thị Bách Hóa Xanh. Nơi đây thì nó giao dịch thường xuyên, có nhiều cư dân đến đây mua sắm cũng như là shopping rất là nhiều. Các bạn đang thấy không? Lộ giới con đường này lên đến 22m. Đây thực sự là một cái lô đất có một cái lộ giới mặt tiền đường lớn, và trong tương lai có thể khả năng mang lại cho các bạn lợi nhuận rất là nhiều. Với ba mặt tiền, mặt một bên đó, tiếp giáp như là hẻm 49, một bên đó, là tiếp giáp như là hẻm 51. Đây là một cái con đường, một con hẻm mà nó thông thương, giao thông rất là tốt, thuận lợi di chuyển qua lại giữa trục đường Trần Xuân Soạn đi thẳng ra trường D4, kết nối vào khu đô thị Him Lam và đi ra siêu thị Lotte Mart quận 7, rất là gần nha các bạn. Đây là nơi là đầu cửa ngõ ra vào quận 7. Hiện trạng thì lô đất này đã hoàn thiện pháp lý, sổ hồng đầy đủ rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm thì hãy liên lạc ngay cho Tín theo số điện thoại là 0983 383 509 nha các bạn. Các bạn đang thấy trên màn hình, chúng ta đang nhìn xem trên là góc nhìn từ Flycam nha các bạn. Đường trước lô đất có lộ giới lên đến 22m, xe ô tô đậu và di chuyển thoải mái. Đây là một vị trí lô đất 3 mặt tiền hẻm 793/49 và mặt tiền 793/51, và mặt tiền chính diện là hẻm 793 có lộ giới lên đến 22m. Bạn nhìn thấy không? Một lô đất với căn gốc 3 mặt tiền rất là hiếm. Đây là một lô đất phù hợp cho những gia đình có nhu cầu sở hữu một lô đất lớn, xây tòa lâu đài cũng như là biệt thự, hồ bơi, đầy đủ các tiện ích trong cái diện tích gần hơn 1.000m2 các bạn. Thực tế là tại vì mình nói đến là hơn 250m2 đất chưa công nhận nữa mà, trừ lộ giới nữa mà. Các bạn thấy không, từ trên cao chúng ta nhìn thấy cái tòa nhà căn hộ xuống ra City View và tòa nhà căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, cũng như là tòa nhà căn hộ Sunra City quận 7, và ngay chỗ đó là siêu thị Lotte Mart quận 7. Phía bên sau lưng tòa nhà Sunra City là khu đô thị Him Lam. Đây là một lô đất rất là gần trung tâm và tiếp giáp khu đô thị Him Lam, cách siêu thị Lotte Mart chỉ 900m và cách ngã tư Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ chỉ từ 900m. Từ đây mà các bạn đi về trung tâm quận 1 chỉ mất 9 phút thôi, trong phạm vi bán kính chỉ 4 cây số, rất là gần các bạn. Hầu như khu vực này rất là nhiều người chọn mua đất xây tòa nhà căn hộ dịch vụ cho thuê. Khu này thì nó phù hợp với lại lộ hình kinh doanh căn hộ dịch vụ nhiều đó các bạn, tại vì ở đây rất là nhiều nhà đầu tư săn đón tìm quỹ đất để xây các tòa nhà căn hộ dịch vụ cho thuê. Tại vì khu vực này thì nó rất là gần trung tâm, đưa qua cầu Kinh Tẻ là đổ về quận 1 rất là chỉ mất tầm 9 phút là tới, nên rất là nhiều dân văn phòng chọn khu vực này để thuê mướn. Thì cái giá nhà đất ở khu này nó đang dao động ở mức là cái mặt tiền đường 793 này các bạn. Mặt tiền đường 793 này có lộ giới là 22m thì đang dao động ở mức là 200 triệu đến 210 triệu, thậm chí là đến 230 triệu một mét vuông. Còn trong những cái trục đường hẻm như thế này á, mình đi vô trong là đang giao dịch ở mức là 150, 160 và 170 triệu một mét vuông nha các bạn. Tại sao nó mắc như vậy các bạn biết không? Tại vì nó nằm ở ngay đầu cửa ngõ ra vào quận 7. Các bạn muốn vô quận 7 phải đi qua cầu Cổ Tẻ là tới đây, tới ngay vị trí khu Quỳ Đàm liền, rồi tới siêu thị Lotte Mart. Cho nên giá trị vị trí nó quyết định cái giá trị của lô đất này rất là nhiều. Lô đất này liệu rằng trong tương lai nó còn tăng giá hay không là do cái cách suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người nữa nhé các bạn. Theo quan điểm của mình thấy lô đất này có tiềm năng phát triển nếu bạn mua về xây tòa nhà cũng như là căn hộ dịch vụ cũng như là
những cái gia đình mà có tiền, có điều kiện kinh tế cũng như có thể là lấy cái lô đất này xây một cái tòa lâu đài cũng được mà, rất là phù hợp. Tính sẽ mô tả lại cái thông tin mô tả như diện tích lô đất như sau. Lô đất được công nhận là 846 m², trong đó chiều ngang mặt trước là 31 m, chiều vô là có hai cách tính các bạn. Chiều vô mình trừ lũy giới là 7.4 và chiều tiếp theo mà công nhận là 30.9, và bên kia là 8 m và 22.65. Ở mặt sau là nở hậu là 32.26 m. Tổng diện tích đất công nhận là 846 m², giá đang kêu bán là 150 tỷ. Tạm tính ra mỗi một mét vuông đất đang được chào bán là 177 triệu một mét vuông nha các bạn. Ok, nếu mà các bạn quan tâm thì hãy liên lạc ngay cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509. Còn bây giờ chúng ta cùng hướng vào màn hình để cùng ICB Land di chuyển từ lô đất, vị trí lô đất bất động sản đang chào bán, để đi ra chỗ góc ngã tư đường D4 giao với lại trục đường 793 Trần Xoan. Đây là vị trí lô đất chúng ta bên góc trái màn hình các bạn nè. Chúng ta bắt đầu di chuyển các bạn, để xem con đường giao thông di chuyển ra tòa nhà Sun Ray City View nó rộng và thuận lợi hay không. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy bấm nút like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Nhớ bấm nút like nhớ bạn, để cho mình có tinh thần mà làm những video tiếp theo nhớ bạn. Ok, xin dừng video này lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và lắng nghe.